Âm mưu đen tối của thế lực bí ẩn đã phá hủy các đường ống Nord Stream. Tác giả Thiên Bảo. Có lẽ mọi người đã nghe về vụ nổ đường ống dẫn dầu Nord Stream 1 và Nord Stream 2, hai đường ống chạy qua lãnh hải của nhiều quốc gia, do đó nhiều chính phủ cùng tham gia vào điều tra nguyên nhân đằng sau vụ nổ. Điều bất ngờ là các chính phủ đều cùng khẳng định quy mô của hành động phá hoại này to lớn đến mức chắc chắn phải có một chính phủ đứng phía sau. Bốn vụ nổ được lên kế hoạch có chủ ý và kết hợp chặt chẽ. Gần đây, một số phương tiện truyền thông nước ngoài dẫn thông tin của báo chí Nga rằng vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream có thể là một vụ tấn công khủng bố cấp quốc gia, cần sự hợp tác đa quốc gia để thực hiện điều tra. Gần như cùng lúc có bốn vụ nổ Nord Stream 1 và Nord Stream 2, một kênh truyền thông Đức cho biết giới an ninh Đức tin rằng vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên này tương đương với vụ nổ của 500 kg thuốc nổ TNT và nó đồng thời xảy ra ở nhiều nơi. Đó chắc chắn là một vụ nổ được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Ai là nạn nhân? Ai được lợi? Ai đã làm điều đó? Châu Âu đối mặt với mùa đông giá rét vì thiếu khí đốt. Vụ nổ này là một tội ác chống lại loài người. Chúng ta biết rằng bây giờ đã là tháng 10, mùa đông đang đến và châu Âu ngày càng lạnh hơn. Vì vậy, năm nay sẽ có vấn đề về sưởi ấm ở châu Âu. Khí đốt tự nhiên cho công nghiệp, khí đốt tự nhiên cho hoạt động hóa chất và sưởi ấm cho người dân. Do đó, nó sẽ tác động rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế và cư dân châu Âu. Vì cuộc chiến Nga-Ukraine, nhiều người cho rằng Nga là nghi phạm của vụ đánh bom. Nhưng Nga không thể làm điều này, họ cũng không cần phải làm thế. Nếu họ muốn cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu, chỉ cần đóng van, họ không cần phải làm nổ đường ống kiểu này. Vì làm như thế họ cũng bị tổn thất rất lớn và họ hiện vẫn ở trong chiến tranh Nga-Ukraine, có nhiều việc phải làm. Có nghĩa là Nga không có động cơ, không có lý do, đối với họ mà nói là không có lợi. Có người nói là do Mỹ làm, bởi vì một câu nói trước đó của Tổng thống Mỹ Biden đã bị đào lại. Ngay trước cuộc chiến Nga-Ukraine, ông nói rằng nếu Nga xâm lược Ukraine, Mỹ sẽ tìm cách trừng phạt Nga, sẽ chấm dứt Nord Stream 2. Tuy nhiên, nếu mọi người biết về cơ chế vận hành và tư duy logic của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ sẽ thấy điều này là bất khả thi. Tổng thống Biden không dễ dàng đưa ra một kế hoạch liều lĩnh như vậy. Chúng ta đã thấy rõ trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Trump, ông đã nhận lấy sự phản kháng kịch liệt và đầy gai góc của Bộ Quốc phòng và các tướng lĩnh. Dường như ông Biden không có nổi 1% cơ hội cho việc này. Mục đích cuối cùng của một thế lực xấu xa bí ẩn, kích động đại chiến tranh thế giới, khởi động nút bấm hạt nhân. Nó là lực lượng xấu xa, hắc ám. Nó lớn đến mức có thể sử dụng nhiều tài nguyên hơn rất nhiều các quốc gia. Chính là nó có thể có khả năng kiểm soát nhiều quốc gia lớn như vậy. Tổng thống Trump đã từng đề cập đến nó với cái tên chính phủ ngầm. Nó thậm chí có thể thao túng các vị chính khách và nguyên thủ lãnh đạo để đưa ra quyết định, kể cả trong bối cảnh những người này không thực sự hiểu động cơ sâu xa đằng sau những quyết định này là gì. Nguồn lực của họ lớn đến mức có thể lập kế hoạch thành công như vụ nổ này và cũng thành công không để lại dấu vết. Vì sao nó làm vậy? Khi con người lâm vào khốn cùng, cả thế giới, bao gồm cả Nga và Mỹ và châu Âu đang phản đối nhau, sẽ đồn đoán và buộc tội lẫn nhau. Mục tiêu cuối cùng của thế lực hắc ám là dẫn dắt các quốc gia chỉ trích nhau, thù địch và thậm chí là một cuộc chiến tranh thế giới. Nếu điều này dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, nói cách khác lực lượng này thực sự là một lực lượng chống lại loài người. Nếu bạn chưa tin, chúng ta hãy lần theo lịch sử để cùng suy đoán kịch bản sắp tới của nhóm người này là gì. Gia tộc Rothschild đã khống chế nền tài chính nước Anh như thế nào? Trong lịch sử, thường sẽ có một mô típ được thực hành nhuần nhuyễn thế này. Một cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ dẫn đến chiến tranh sẽ là vòng xoay tạo ra tiền và các khoản nợ quốc gia dành cho các gia tộc lớn trên thế giới. Khủng hoảng kinh tế năm 1929, năm 1933 chính là tiền đề dẫn tới đệ nhị thế chiến. Sau cả thế chiến, rất nhiều quốc gia trở thành con nợ của các ngân hàng Thụy Sĩ do gia tộc nhà Rothschild kiểm soát.
Ví dụ như nước Anh trước Thế chiến thứ hai, nước Anh là một gã quý tộc với bộ đồ lịch lãm, nhưng trải qua cuộc chiến đã khiến nước Anh trở thành một gã rách rưới suy kiệt. Cuộc chiến vẫn còn để lại nhiều ảnh hưởng to lớn cho kết cấu kinh tế của nước Anh cho đến ngày nay. Cho dù chưa dẫn đến đại chiến thế giới thì hệ thống tài chính nhà Rothschild vẫn có cách để thâu tóm cả nền kinh tế của châu lục. Ví dụ điển hình nhất chính là thương vụ đẫm máu liên quan đến cuộc chiến của Napoleon năm 1815 trong cuộc chiến Waterloo diễn ra ở ngoại ô Russell, Bỉ, cách London 321 km. Đây không chỉ là cuộc chiến sinh tử giữa hoàng đế Napoleon và nước Anh mà còn là canh bạc sống chết của hàng vạn nhà đầu tư. Khi giao tranh giữa Anh và Pháp đang xảy ra thì gián điệp của Rothschild cũng làm việc hết công suất. Đến chạng vạng tối cùng ngày, kết quả trên đất Bỉ cũng có: Napoleon thảm bại. Rothworth, nhân viên của chuyển thư nhanh của Rothschild, đã chứng kiến tất cả. Ông ta nhanh chóng chạy về nước Anh mật báo. Đến sáng sớm ngày hôm sau, khi Nathan Rothschild đã nhận được tin, rất nhanh chóng ông đi thẳng về sở giao dịch chứng khoán London. Chỉ bằng một động tác nhỏ trong vài phút, ông lẳng lặng ra hiệu cho người nhà bán tống bán tháo công trái Anh. Đòn động tác giả này khiến giá công trái bắt đầu lao dốc. Trái phiếu Anh đã chất đầy thành đống như đống rác với giá trị mất đến 95%. Rothschild âm thầm cho người bắt đầu vơ vét những công trái Anh bị bán tháo trước đó. Cũng sau trận Waterloo, Nathan Rothschild đã trở thành chủ nợ lớn nhất của chính phủ Anh, sau đó từng bước thôn tính các ngân hàng lớn nhất châu Âu. Sau này hệ thống thư tín liên lạc phát triển, gia tộc Rothschild cũng thích ứng xa hơn bằng cách tài trợ chính cho các phe trong các cuộc chiến. Bất kỳ bên nào thắng hay thua cũng đều trở thành con nợ trả lại cho các ngân hàng thuộc gia tộc. Nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh. Gia tộc Rothschild cung cấp tài chính cho hầu hết cuộc chiến tranh lớn đã xảy ra trong vòng 200 năm qua. Thế chiến thứ nhất. Sách sử ghi lại rằng Thế chiến thứ nhất khởi nguồn khi các quốc gia châu Âu bị lôi kéo vào cuộc trả thù vụ ám sát Thái tử Francis Ferdinand, người thừa kế ngai vàng của đế chế Áo Hung. Tuy nhiên, ít ai biết rằng mục đích của Thế chiến thứ nhất là nhằm dọn đường cho cuộc cách mạng vô sản Nga nổ ra vào năm 1918, được tài trợ và dàn dựng bởi Jay Kopsis, người đứng đầu công ty đầu tư tài chính có trụ sở tại New York là công ty Kuhn, Loeb và Cộng sự thuộc gia tộc Rothschild. Jay Kopsis là một trong những người ủng hộ chính cho cuộc cách mạng Bolshevik, là nhà tài trợ cho nhà cách mạng Nga nổi tiếng Leon Trotsky. Thế chiến thứ hai có nhiều tài liệu xác nhận Adolf Hitler và Đức Quốc xã đã được lập nên và được tài trợ bởi gia tộc Rothschild. Lực lượng đứng đằng sau độc tài Adolf Hitler chính là nhà Rothschild. Cũng chính gia tộc Rothschild đã tài trợ tiền bạc cho Hitler thông qua ngân hàng Anh và các nguồn khác như ngân hàng Kuhn, Loeb và Cộng sự. Đây cũng là ngân hàng đã tài trợ cho những người vô sản tiến hành cuộc cách mạng Nga, biến nước Nga trở thành quốc gia cộng sản vô thần. Trái tim cỗ máy chiến tranh của Hitler chính là gã khổng lồ hóa học IG Farben. Từ năm 1933 đến năm 1944, tập đoàn IG Farben được coi là nhà tài chính lớn nhất của đảng quốc xã, đóng góp hơn 81 triệu Reichsmark cho yếu hầu chiến tranh của Hitler. Paul Warburg, chủ ngân hàng Kuhn, Loeb và Cộng sự có tên trong hội đồng quản trị của tập đoàn hóa chất IG Farben của Hitler. Khi quân đồng minh tiến vào Đức, họ phát hiện các nhà máy hóa chất IG Farben không bị đánh bom và nhà máy Ford cũng không bị hề hấn gì, trong khi các nhà máy khác gần đó đều bị bom đạn phá hủy. Cùng với tập đoàn IG Farben cung cấp cho Đức Quốc xã và đồng minh phe trục các máy bay ném bom bằng xăng IG Farben, tập đoàn General Motors và Ford cũng chịu trách nhiệm cung cấp hơn 90% xe cơ giới cho Đức Quốc xã. Cả ba tập đoàn này đều thuộc quyền cai quản của gia tộc Rothschild. Khái quát qua các cuộc chiến lớn để các bạn độc giả có thể thấy rằng bản chất của các cuộc chiến không đơn giản là mâu thuẫn giữa các cường quốc trong việc tìm kiếm tài nguyên thuộc địa như sách lịch sử vẫn hay dạy chúng ta. Sau vụ nổ các đường ống Nord Stream, điều gì đang chờ chúng ta? Như đã nói, vụ nổ các đường ống Nord Stream là một sự việc mang bản chất kích động sự hoài nghi giữa các cường quốc. Với logic của một người thông thường, những tiền đề sau đây đã đủ để kích hoạt một cuộc chiến tranh thế giới nữa hay không? 1. Quả bom tài chính đang có dấu hiệu bùng nổ. Nó được tiên đoán là tác hại không kém gì đại khủng hoảng năm 1930.
2. Đường ống Nord Stream phát nổ khiến cho châu Âu đang chịu một viễn cảnh mùa đông tăm tối. Người dân sẽ không đủ tiền trả cho chi phí sinh hoạt và sản xuất. Điều này sẽ khiến cho các nguyên thủ châu Âu dễ dàng trở nên ích kỷ. Họ sẽ bị thúc đẩy để đưa ra các đạo luật mang tính sinh tồn. 3. Hội chứng tâm lý sau khi đường ống Nord Stream phát nổ, nó sẽ khiến cho sự nghi kỵ giữa các quốc gia tăng lên. Có lẽ điều mà thế lực này mong muốn là một châu Âu chia rẽ. Nhưng đó vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu một yếu tố then chốt mang tính sống còn cho đại kế hoạch. Hiện nay có lẽ điều cản trở to lớn các kế hoạch của thế lực bóng tối, đó chính là hệ thống Internet và mạng xã hội thời hiện đại. Các bạn lưu ý, các kênh thông tin dòng chính là cánh tay đắc lực giúp cho thế lực này truyền bá những thông tin sai lệch, đồng thời kiểm soát tư duy của người dân thông thường. Tuy nhiên điều này cũng có hai mặt, những kênh thông tin tự phát lại chính là công cụ giúp người dân thường có thể cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Có người nói rằng nếu đường cáp quang đứt thì có thể chuyển sang mạng vệ tinh. Đứng ở góc độ người làm việc trong ngành công nghệ, tôi biết rằng điều đó là bất khả thi. Bởi vì mạng Internet xương sống của thế giới là đường cáp quang biển. Một khi hệ thống cáp quang biển bị tê liệt, đồng nghĩa là hệ thống Internet sẽ bị vô hiệu hóa. Hệ thống mạng vệ tinh chỉ sử dụng cho dịch vụ truy cập đầu cuối. Vậy một khi hệ thống Internet quốc tế bị cắt đứt, điều này sẽ dẫn đến hai vấn đề. Thứ nhất, khiến cho các quốc gia rơi vào sự hỗn loạn. Thứ hai, trong hoàn cảnh đen tối như thế, thế lực đen tối kia sẽ dễ dàng đưa ra các kế hoạch táo bạo hơn nữa để tạo ra chiến tranh. Hiện nay người dân Nga đang xôn xao bàn tán lời tiên tri của bà Vanga. Tất cả mọi thứ sẽ tan chảy như băng, chỉ có một người là không bị ảnh hưởng, vinh quang của Vladimir, vinh quang của Nga. Bản thân tôi không có ý định ủng hộ ông Putin. Tuy nhiên có một sự kiện mà hôm nay tôi mới nhận ra hết tầm quan trọng của nó. Đó là ngày 11 tháng 3, Nga đã thử nghiệm ngắt kết nối Internet toàn cầu. Và trước đó Nga đã nhiều lần làm như vậy. Tức là nước Nga sẵn sàng trong trường hợp Internet thế giới bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên các quốc gia khác trên thế giới chưa bao giờ sẵn sàng cho điều tương tự. Ban nãy tôi có nói nhà Rothschild tài trợ cho cuộc cách mạng Bolshevik của Nga, hay còn gọi là cách mạng tháng 10. Bản chất đằng sau cuộc cách mạng chính là sự trả thù của gia tộc Rothschild đối với Sa hoàng Alexander đệ nhất vì đã cản trở nỗ lực đầu tiên kiểm soát thế giới của thế lực bóng tối tại Đại hội Vienna năm 1815. Đó là lý do vì sao toàn bộ gia đình hoàng tộc Sa hoàng Nicholas đệ nhị đều bị thủ tiêu. Putin là người tin vào chính thống giáo Nga, tin vào các giá trị bảo thủ, đồng thời ông ta cũng từng làm việc trong KGB. Tôi nghĩ ông Putin rất am tường những sự việc đen tối kể trên, cũng như nhiều việc mờ ám trong lịch sử. Có lẽ ông ta đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu như thế lực kia tiến tới phá hoại hệ thống Internet toàn cầu, có lẽ cả châu Âu sẽ phải thán phục tài năng và tầm nhìn của Putin. Khó có thể tưởng tượng nếu bốn điều trên xảy ra cùng lúc, liệu ai sẽ đứng ra gánh vác để chặn đứng một cuộc chiến tranh thế giới? Vậy tương lai của thế giới thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Lời của tác giả. Khi tôi xem bản tin về sự việc nổ các đường ống Nord Stream, tôi đã không thực sự để ý và theo dõi các bản tin. Tuy nhiên sau đó tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Sau đó tôi tình cờ thấy bản phân tích của tiến sĩ người Mỹ gốc Hoa Tạ Điền đăng trên website Vision Times và dịch trên website trithức.vn.org. Tôi nhận ra đây không phải là một sự việc bình thường và sau đó cho xuất bản video này. Ngay khi tôi thực hiện bài viết này thì xuất hiện thêm sự việc cây cầu Kerch bị đánh bom và tình hình của hiện tại đang rất gần với một đại chiến thế giới mới. Và cũng như lần trước, không ai nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công, có lẽ trong tương lai sẽ còn phát sinh nhiều đại sự hơn nữa. Rất cảm ơn tác giả của bài viết và người dịch bài viết sang tiếng Việt để chúng ta có một góc nhìn về sự việc.